Nắng Tây Ninh mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện tại thì Hoàng đang có mặt tại đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng ta đến đây để tìm hiểu về ngôi mộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước mắt của chúng ta, nơi đây chính là Nghĩa Trang Chùa Quảng Bình. Thì theo như thông tin mình đã tìm hiểu các bạn, mình được biết phía trong đây chính là nơi an nghỉ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nha. Hiện tại thì trời mưa rất là to luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái Nghĩa Trang Chùa Quảng Bình này để tìm hiểu nơi mà an nghỉ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm ở đâu nha. Và chúng ta sẽ tham quan cái chùa Quảng Bình này bên trong nó như thế nào nha các bạn. Mưa quá lớn luôn cả nhà. Hôm nay có một điều đặc biệt mà mình muốn tìm về nơi cái ngôi mộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Vì thời gian gần đây mình có nghe rất là nhiều người đồn về cái ngôi mộ của ông sẽ cải táng và chuẩn bị đưa ông về quê. Vì quê của ông ở làng Minh Hương, tổng Vĩnh Trị, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thật sự thì cái thông tin mà chuẩn bị cải táng và đưa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về quê ở Huế á, mình cũng không biết đúng hay là sai nữa. Nhưng cho dù có thế nào, hiện tại bây giờ chúng ta đang có cơ hội ở gần cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thì chúng ta sẽ đến đây thắp cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn một nén hương, cũng như chia sẻ về cái ngôi mộ của ông, để cho cả nhà hiểu hơn về ngôi mộ của Trịnh Công Sơn nằm ở đâu và nó như thế nào nha cả nhà. Biết đâu sau này thật sự đã cải táng ông về quê rồi á, lúc đó chúng ta ở rất là xa, có thể là Hoàng không có cơ hội để chia sẻ cho cả nhà cùng xem cái ngôi mộ của ông nó như thế nào. Nơi đây chính là phía trước sân của Nghĩa Trang Chùa Quảng Bình. Phía trước sân Chùa Quảng Bình này các bạn, chúng ta thấy có thờ một bức tượng mẹ Quan Âm rất là to luôn. Rất là đẹp các bạn. Mưa quá lớn luôn cả nhà. Hiện tại nó ngập ở sân nè, quá chừng nước luôn. Ở xa xa đằng kia thì mình thấy có một cái cây bồ đề nha. Đó, cả nhà xem nè, nguyên một cái sân nè. Mưa rất là to, ngập lên láng luôn. Mưa nãy giờ gần cái tiếng đồng hồ rồi đó các bạn. Mình chờ tạnh mưa để mà vào quay, cho nên là chờ hoài không được. Vì thế thôi mình đi vào để mà quay luôn. Nếu mà chờ có lẽ là tới tối luôn các bạn. Đó các bạn xem nha, ở phía trước sân nè, ngập lên láng luôn. Ở đây thì chúng ta thấy có một gốc cây bồ đề nè. Wow. Phía dưới gốc cây bồ đề á, có thờ một bức tượng, đó là Phật Thích Ca. Quá đẹp luôn cả nhà. Nhìn từng giọt mưa phía trên gốc cây bồ đề á, nó tỏ xuống. Nhìn rất là huyền bí luôn. Nãy giờ thì mình đã tới ngôi chùa này rất là lâu rồi các bạn. Chờ hoài luôn mà không có ngớt mưa. Ngồi ở ngoài lộ chờ rất là lâu luôn. Hiện tại ở đây á, trước sân chánh điện nè, chúng ta thấy có thờ một bức tượng Di Lạc. Bức tượng Di Lạc rất là to luôn. Cả nhà xem nha, nhìn rất là lạnh lẽo. Trái cây thì không có, hoa cũng không có luôn. Nhìn rất là lạnh lẽo các bạn. Các cánh cửa chùa đã đóng lại rồi cả nhà. Có lẽ là nơi đây là nghĩa trang, cho nên cũng ít có ai vào đây viếng lắm. Thêm một phần nữa, hôm nay là cái mùa Covid nè, đang bùng phát, cho nên có lẽ là không có ai đi đâu. Nhìn ở đây rất là lạnh lẽo luôn các bạn. Không có nhang khói, không có trái cây gì á. Nhưng mà Phật Di Lạc vẫn cười rất là tươi nha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ ra bên ngoài cái khu nghĩa trang để tiếp tục đi tìm hiểu cái nơi an nghỉ, cái ngôi mộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, xem coi nằm ở đâu nha các bạn. Theo như thông tin mình đã tìm hiểu, người ta chỉ từ ngoài cổng đi vào và rẽ bên tay trái khoảng chừng vài chục ngôi mộ thôi các bạn, là
sẽ tìm thấy ngôi mộ của cố nha sĩ Trịnh Công Sơn nằm ở đó nha. Cả nhà xem, trời đang mưa râm râm. Cái khung cảnh ở trong nghĩa trang nè, nhìn nó âm u và rất lạnh lẽo luôn. Hiện tại chúng ta đi ra gần tới cổng rồi nè. Theo như thông tin người ta chỉ á các bạn, ngay cái cổng này nè, đó, ngay cổng này phải không? Chúng ta sẽ đi vào bên tay trái, đi vào hướng này nè, rồi vào đây khoảng vài chục ngôi mộ thôi. Ngay gốc cây mà cây si lớn lớn đó, là nơi đó chính là nơi an nghỉ của cố nha sĩ Trịnh Công Sơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào đó. Ngay cái lùm cây si đó các bạn, người ta chỉ ngay chỗ đó đó. Có lẽ là gần tới rồi. Trời đang mưa ướt nhẹp, không có đường đi luôn các bạn. Nước lởm chởm. Ngôi mộ thì chi chít với nhau quá nhiều luôn. Chúng ta phải len lỏi đi qua nè. Quá chừng mộ. Mưa hoài không có tạnh luôn các bạn. Trời thì sấm chớp nữa, rất là ghê luôn. Trời càng mưa mỗi lúc càng lớn các bạn, sấm chớp nữa. Và mình đi phải né những cái ngôi mộ này, cho nên là cái máy mình cầm hơi rung lắc. Cả nhà xem thông cảm nha các bạn. Mưa quá lớn luôn. Gần tới ngôi mộ của cố nha sĩ Trịnh Công Sơn rồi nè các bạn. Tới rồi nè cả nhà. Nơi đây chính là nơi an nghỉ của cố nha sĩ Trịnh Công Sơn nha. Hiện tại chúng ta thấy phía trước ngôi mộ của ông á, có một bức tượng bằng đá xanh được tạc hình của ông nè. Quá đẹp luôn cả nhà. Đá xanh mà gặp nước mưa á, nó tạo ra một cái mảng cái màu đen đen á, nhìn rất là kỳ lạ luôn. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, ông tên thật là Trịnh Công Sơn, sinh vào ngày 28 tháng 2 năm 1939, và ông mất ngày 1 tháng 4 năm 2001. Khi lúc mà ông mất á, là tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông bắt đầu viết nhạc vào khoảng năm 1958. Tác phẩm đầu tiên của ông là bài Ước Mi và được xuất bản năm 1959. Rồi sau đó ông có rất là nhiều bài hát, trên 600 tác phẩm á các bạn. Nhưng mà những tác phẩm mà chúng ta dễ nhớ nhất đó chính là bài Diễm Xưa, Biển Nhớ, Tuổi Đá Buồn, Một Cõi Đi Về, vân vân. Rất là nhiều bài hát hay và được trình bày với giọng ca của cô Khánh Ly, rất là ngọt ngào và qua năm tháng chúng ta vẫn còn nghe, rất là hay các bạn. Phía bên dưới ngôi mộ của cố nhạc sĩ, chúng ta thấy được lót bằng đá xanh, những cái tảng đá xanh rất là lớn luôn và được tạo ra bóng loáng luôn các bạn. Còn bên hông ngôi mộ của ông, chúng ta thấy trồng một cây si. Wow, cây si rất là to luôn nha. Che vừa đủ bóng mát của ngôi mộ của ông. Theo như thông tin mình đã tìm hiểu, kế bên ngôi mộ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn á, còn có thêm một ngôi mộ rất là đặc biệt nữa, đó chính là ngôi mộ mẹ của ông. Chút xíu nữa chúng ta sẽ sang bên đó để tìm hiểu ngôi mộ của mẹ cố nhạc sĩ như thế nào nha các bạn. Cả nhà xem nè, nơi ngôi mộ của ông á, được tạo ra bằng những cái tảng đá xanh, được xếp lên từng lớp, rất là đẹp các bạn, và bóng loáng luôn. Nơi đây thì chúng ta thấy có một cái lọ hoa và bát hương, nhưng mà không có hoa các bạn, nhìn rất là buồn luôn. Không hiểu sao buổi chiều hôm nay trời mưa rất là dai các bạn. Nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ rồi á, nhưng mà mưa không có tạnh. Nãy giờ mình cũng trông chờ trời mưa tạnh để mà thắp cho cố nhạc sĩ một nén hương, nhưng mà mưa hoài các bạn. Khi mà trời đang mưa như thế này á, chúng ta nhìn cái bức phù điêu của nhạc sĩ không còn đọc được cái dòng tên của ông nữa. Cả nhà xem nè, cái chữ Trịnh Công Sơn nó mờ khó đọc lắm, một cái mảng màu đen. Còn ở đây á, chính là phía bên sau ngôi mộ. Hiện tại thì được trồng một cái mảng cỏ màu xanh bao phủ cái bức phù điêu. Kế bên đó thì có một gốc cây si. Gốc cây si này che cái bóng mát cho ngôi mộ. Thôi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển sang cái ngôi mộ kế bên. Phía bên đây chính là ngôi mộ của mẹ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nha các bạn.
cũng nằm cạnh đây thôi. Tới đây nè cả nhà. Đây chính là ngôi mộ mẹ của ông. Hiện tại trên bia mộ chúng ta thấy có hình ảnh một người mẹ ôm con được khắc ở trên cái bia mộ các bạn. Phía dưới ngôi mộ của bà thì được đắp nổi bằng một cái hình con cá rất là to luôn. Đây nè cả nhà, một con cá rất là to luôn. Cả nhà nếu mà ai hiểu về ý nghĩa của ngôi mộ của bà về cái hình nổi con cá này á, hãy comment bên dưới nha, để chúng ta hiểu hơn về ngôi mộ của bà, ý nghĩa vì sao á lại đắp cái ngôi mộ hình con cá như thế này. Còn ở đây á chính là cái bia mộ của bà. Chúng ta thấy á, phía bên trên đi bia mộ á, có khắc một cái bức tượng hình ảnh một người mẹ ôm con vào lòng, nhìn rất là ấm áp các bạn. Còn ở đây chính là tên của bà nè, và có khắc cái bức tượng của bà, ngày sinh và ngày mất do Trịnh Công Sơn và các em phụng lập vào năm 1991. Hiện tại thì trời cũng bớt mưa rồi các bạn. Trời cũng còn mưa râm râm thôi. Có lẽ là sẽ kéo dài như vậy chứ không có tạnh hẳn nổi. Bây giờ Hoàng sẽ thắp lên cho cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn 3 nén hương, rồi sau đó sang ngôi mộ của mẹ của ông để chúng ta thắp lên 3 nén hương, rồi mình sẽ đi về. Trời mưa hoài các bạn. Nếu thật sự sau này gia đình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có cải táng và đưa ông về quê thì đó cũng là một điều bình thường và rất là tốt thôi các bạn. Vì quê ông ở ngoài Huế cho nên đưa ông về Huế cũng là một điều rất là bình thường thôi. Dù sao thì người dân ở Sài Gòn, bà con ở miền Nam nói riêng cũng luôn yêu quý ông, vẫn luôn nhớ về ông. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang ngôi mộ của mẹ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để thắp cho bà 3 nén hương. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều rồi các bạn. Trong đây vắng tanh, không có một bóng người luôn. Đã vậy trời còn mưa râm râm nữa. Mưa hoài không tạnh luôn. Thôi bây giờ clip của mình xin phép dừng lại đây nha các bạn. Các bạn hãy nhớ bấm subscribe, đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau tiếp tục cho hành trình tiếp theo mà Hoàng sẽ chia sẻ nhiều video hay cho cả nhà xem nha. Bye bye cả nhà.